Xin chào các bạn, Huyền rất vui khi được gặp các bạn trong buổi tập làm giảm đau mỏi cổ vai gáy, thoái hóa các đốt sống cổ và tê bì tay vai. Trong buổi tập ngày hôm nay thì mình sẽ tập những động tác làm giảm những bó cơ phía sau vùng cổ vai gáy, giúp tuần hoàn máu, lưu thông máu lên não tốt hơn và làm giảm thiểu các triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập nhé. Rồi chúng ta đặt hai tay lên đầu gối và đẩy thẳng cột sống lưng, siết nhẹ cơ bụng, cuộn nhẹ xương cụt của mình để không bị đau lưng dưới. Rồi từ từ mở vai ra sau, hít vào nâng cơ hoành của mình lên, giữ nguyên vai, từ từ quay đầu sang bên trái, thở hết ra. Tiếp tục xoay đầu về giữa, hít sâu, chậm chậm quay đầu sang bên phải, thở ra. Cảm nhận sự căng giãn ở cổ bên trái, kéo dài xuống vai. Tiếp tục hít vào, chậm chậm quay đầu sang trái, thở ra. Hít vào, quay đầu sang phải, thở ra. Một lần cuối, chậm chậm quay đầu về giữa, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Chậm chậm quay đầu sang phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Chậm chậm về giữa, hít vào, đổi bên, thở ra. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên phải của mình. Giữ ở đây. 4 3 2 và 1. Rồi chúng ta trở về. Huyền sẽ ngồi nghiêng sang bên này để chúng ta dễ quan sát nhé. Hai tay đặt đầu gối, rồi từ từ xoay vai ra sau, mở rộng lồng ngực, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Chậm chậm, từ từ thả lỏng hai tay xuống, thở ra. Hai tay chúng ta đan phía sau. Tiếp tục xoay vai, mở căng ngực này, nhấn lòng bàn tay của mình xuống thảm. Sau đó đẩy cơ hoành về phía trước và kéo dài vần cơ cổ lên. Rồi, tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm hai tay xuống, thở ra. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào. Chậm chậm đan hai tay, thở ra. Chúng ta xoay vai, nâng cao lồng ngực của mình, chống bàn tay xuống, hít vào, nâng toàn bộ cơ hoành và kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ lên. Rồi từ từ thở ra. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng cột sống. Chậm chậm thả hai tay xuống đầu gối, thở ra, cằm cúi xuống một chút. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, ấn lòng bàn tay, đẩy ngực của mình lên, hít sâu. Rồi từ từ thở ra, thả lỏng hai vai, cuộn nhẹ xương cụt lại, siết cơ bụng. Một lần nữa, vươn tay qua đầu, hít vào, kéo căng toàn bộ cột sống của mình. Chậm chậm từ từ hai tay đan phía sau, thở hết ra. Xoay vai, nâng cao toàn bộ lồng ngực, nhấn xuống và đẩy ngực lên, vươn nhẹ cằm về phía trước, khép sát hai bả vai. Giữ và hít thở đều. 5
Cảm nhận vùng ngực của mình đang được giãn mở. 4. Thả lỏng vùng vai. 3. Thư giãn vùng cổ. 2. Và 1. Rồi từ từ, hai tay đặt đầu gối, cuộn lưng ra sau, cuộn xương cụt của mình lại và thu cằm về hõm cổ. Siết nhẹ cơ bụng, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ ta đẩy thẳng cột sống lưng. Bây giờ chúng ta đổi chân thì chúng ta thả lỏng chân một chút trước khi đổi chân nhé. Nâng đầu gối lên xuống. Tiếp tục. Chúng ta vẫn giữ tư thế lưng thẳng. Hạ tay phải xuống, vươn cao tay trái lên, hít vào. Chậm chậm đặt nhẹ tay về phía gần tai này, kéo nhẹ đầu của mình sang trái, thở ra. Ta cố gắng là thẳng hàng với lại cột sống của mình, không cúi đầu và cũng không ngửa cổ. Tiếp tục. Đổi bên. Hít vào, vươn cao tay bên phải. Chậm chậm nghiêng đầu sang bên phải nào. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ này xuống dưới vai. Thả lỏng toàn bộ cơ cổ bên trái. Rồi từ từ đổi bên. Hít vào. Thở ra. Lưu ý là chúng ta thả lỏng tay này xuống nhé. Rồi, tiếp tục đổi bên nào. Hít vào, nâng cao vùng cột sống, kéo giãn toàn bộ vùng lườn của mình. Chậm chậm nghiêng đầu sang bên phải, thở ra. Lúc này ta kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ bên trái và thả lỏng bàn tay của mình xuống. Hít thở đều. 5. Ta sẽ cảm thấy căng và lúc này chúng ta thở đều, đưa hơi thở vào vùng căng này để làm giãn nở và mềm nó ra. 4, 3, tiếp tục thả lỏng nữa nào. 2 và 1. Rồi từ từ hạ nhẹ bàn tay phải xuống, vươn cao tay trái lên, hít vào kéo căng vùng cột sống. Chậm chậm đặt tay lên rìa tai này, thở ra và thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên phải của mình, đồng thời thả lỏng bàn tay xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Luôn luôn siết bụng nhé, để chúng ta giữ thẳng cột sống. 4. Mỗi lần thở ta lại làm mềm vùng cơ cổ bên phải. 3, 2 và 1. Rất tốt ạ. Từ từ chậm chậm nâng đầu của mình lên. Rồi chúng ta mở rộng hai tay ra ngang. Từ từ nắm bàn tay lại này. Sau đó chúng ta gập tay phải lại, kéo cái phần tay trái sang. Đó. Lúc này thì chúng ta sẽ cảm nhận cái vùng căng đau ở bên này rất là nhiều. Nó sẽ kéo dài từ phía sau lưng qua phía vai và phía trước như thế này. Lúc này chúng ta thở đều và thả lỏng vùng vai. Cảm nhận các bó cơ đang được kéo giãn ra. 4, 3, 2 và 1. Rồi về giữa, ta dang hai tay sang hai bên, hít vào. Rồi chậm chậm đi tay phải sang trái, gập khửu tay trái, thở ra, kéo vùng vai của mình. Chúng ta cảm thấy căng đau này, thở ra và thả lỏng nó ra. Đó. Khi chúng ta thở đều và đưa hơi thở vào cái chỗ đau thì nó sẽ làm mềm các cái bó cơ ở vùng vai. Khi tập xong chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều ạ. 4, 3, tiếp tục thở đều, thả lỏng vùng vai bên phải. 2 và 1. Rồi chậm chậm thả lỏng hai tay.
trước sau, trước sau. Tiếp tục chúng ta vươn hai tay lên cao, hít vào. Nên lưu ý là chỉ nâng cột sống nhé, chứ không được dùng vai như này, sát vào tai như thế này thì sẽ không tốt ạ. Đó, ta thả lỏng vai xuống và nâng cột sống lên thôi. Sau đó gập tay trái này và đặt bàn tay phải lên phía trên khửu tay. Lúc này chúng ta hít vào, kéo căng vai lên và thở ra, kéo nhẹ khửu tay của mình sang bên này. Đồng thời là gì ạ? Chúng ta sẽ đẩy cái khửu tay ra phía xa để nó không tì nặng vào đầu của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng toàn bộ vùng cơ vai, cơ lườn bên này. Đó, hít thở đều trong khi giữ tư thế, ta thả lỏng bàn tay này thôi. 5 4 3 2 và 1. Rồi chậm chậm vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Gập khử tay trái, đặt tay lên và kéo căng vai, hít vào. Kéo vai sang bên, thở ra. Giữ và hít thở đều. 6 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ hạ bàn tay của mình xuống, thả lỏng hai vai. Rồi tiếp tục hai tay ra ngang, hít vào. Từ từ hạ cùi trỏ tay bên phải của mình xuống này, sao cho khử tay thẳng hàng vai. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta vươn tay phải lên, mở lồng ngực của mình ra. Hít sâu. Rồi từ từ vòng tay qua đằng sau lưng, nắm lấy cái eo bên phía bên phải của mình này. Rồi. Cằm chúng ta nâng lên để kéo giãn vùng cơ cổ phía bên phải phía dưới. Hít thở đều ở đây. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ nâng người lên. Chúng ta đổi bên. Hai tay dang ngang, hít vào. Chậm chậm hạ cùi trỏ tay trái xuống, sao cho khử tay thẳng hàng vai. Rồi đẩy lồng ngực của mình sang hết mức có thể. Hít vào, ta vươn căng tay lên. Thở ra, vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái. Đó, nắm sâu vào một chút. Rồi lúc này ta xoay cằm lên phía trên hết mức có thể để kéo giãn vùng cổ của mình. Giữ ở đây. 6 5 4 3 2 và 1. Rồi chậm chậm vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay xuống, thở hết ra. Chúng ta di chuyển về tư thế con bò mèo. Rồi mời bạn hạ mông ngồi xuống dưới gót chân. Sau đó chúng ta hạ khửu tay của mình xuống sát vào đầu gối. Và từ cái mũi tay cuối cùng này, chúng ta đi thêm một bàn tay nữa và nâng người của mình lên. Đó, ta xòe 5 ngón tay ra. Ngón tay giữa của mình sẽ thẳng hàng song song với mép thảm. Được chưa ạ? Xoay khớp khửu tay ở bên trong. Đó, lúc này cổ tay của mình sẽ thẳng hàng với vai và đầu gối thẳng hàng với hông. Nếu ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể lót một cái miếng đệm ở dưới cái gối của mình nhé. Rồi xuôi mũi chân ạ. Từ từ võng lưng xuống, xiết cơ bụng, mở căng lồng ngực, kéo giãn vùng cổ lên. Hít vào. Chậm chậm cuộn lưng lên, cuộn nhẹ xương cụt, siết chặt cơ bụng, cằm thu về cổ, thở hết ra nào. Tiếp tục chậm chậm võng lưng, hít vào. Đã không sụp vai như này và luôn luôn phải mở rộng vai lên và kéo phần toàn bộ vùng cổ về phía trước. Chậm chậm thở hết ra. Siết cơ bụng, tách hai vai của mình phía trên ra. Rồi một lần nữa, từ từ võng lưng, hít vào. Vểnh mông lên. Đó, ta siết bụng nhé. Và mở ngực, tách vai ra phía sang hai bên. Rồi vươn cằm, giữ ở đây và hít thở đều.
5. Chúng ta đưa hơi thở vào cột sống này, cứ hít vào chúng ta lại dướn ngực lên và thở lại mềm lưng xuống một chút. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, chậm chậm hít vào. Từ từ cuộn lưng lên, cuộn xương cụt. Cằm thu về cổ, siết cơ bụng của mình lại, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, từ từ ta nâng này, nâng tay phải của mình lên cao, hít vào, xốc vai trái lên, mắt nhìn lên theo tay. Chậm chậm hạ sâu vai phải của mình sát với lại cổ tay trái, thở hết ra này. Đó. Chúng ta lặp lại cái động tác này 3 lần. Từ từ nhấn lực vào bàn tay trái, nâng người của mình lên, hít sâu, mở căng lồng ngực, mắt nhìn theo tay nào. Chậm chậm hạ sâu vai xuống, thở hết ra. Cố gắng là tập trung vào hơi thở của mình nhé. Hít sâu bằng mũi, nâng người lên, giữ ở đây. Lúc này mông của chúng ta là phải để ở trung tâm ạ, chứ không được đẩy sang bên phải. 4, nâng vai trái. 3, cố gắng là duỗi thẳng cột sống lưng. 2 và 1, rồi chậm chậm hạ sâu vai phải của mình xuống nào. Đi vai sát với cái cổ tay của mình nhá. Rồi, đó, chúng ta nhích người sang một chút nữa. Sao cho chúng ta không ngửa cổ lên như thế này, mà chúng ta sẽ đặt cái mang tai của mình xuống để bảo vệ được vùng cơ cổ của mình nhé. Ok, rồi tiếp tục này, chúng ta vươn cao tay trái lên, hít vào. Chậm chậm này, vòng tay ra sau lưng, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1, rồi từ từ nâng tay trái lên, hít vào. Đi tay trái về áp mang tai, thở hết ra. Đó, chúng ta đi tay một chút, hết mức có thể này. Sau đó này, chúng ta giữ ở đây. Rồi, lúc này chúng ta sẽ thả lỏng toàn bộ vùng vai phía dưới. Đó. Hít thở đều. Cảm nhận sự căng giãn ở phía sau cổ vai gáy. Tư thế này là tư thế sâu kim. Nó rất tốt cho những người mà bị đau cổ vai gáy và bó cơ nhiều. Ta ngồi bàn làm việc nhiều, ta cúi nhiều, sử dụng máy tính và điện thoại. Thì khi mà được kéo giãn ra thì sau đấy chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Rồi, từ từ ta chống tay này, nâng người của mình lên. Đó, lại điều chỉnh về đúng với lại cái tư thế con bò mèo lúc đầu. Cổ tay thẳng hàng vai, đầu gối thẳng hàng mông, được chưa ạ? Mời các bạn đổi bên. Vươn cao tay trái lên, hít sâu. Chậm chậm hạ sâu vai xuống cạnh cổ tay phải, thở ra. Tiếp tục một lần nữa, nhấn lực của tay phải xuống, hít vào. Đúng rồi, từ từ hạ vai xuống, thở ra. Một lần cuối, nâng người lên, hít vào, tay lên cao. Ngồi là xốc vai phía dưới lên, ta không bị sụp vai nhá, lại bị đau cổ đấy. Đó, siết cơ bụng, mở lồng ngực này, giữ ở đây và thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ hạ sâu phần vai của mình xuống cạnh cổ tay phải. Đó, ta đi người sang bên một chút nữa. Rồi từ từ này, điều chỉnh cái mang tai của mình áp xuống nhá, đúng cái mang tai. Rồi vươn cao tay phải lên, hít vào. Vòng tay ra sau lưng, nắm lấy đùi bên trái, thở ra. Chúng ta đẩy mông về giữa một chút, không đẩy qua phải nhiều quá. Ta thở ở đây,
Điều hòa hơi thở đi ạ. Thả lỏng vùng vai phía dưới này. Cố gắng là không úp vai phải nhé. Nâng vai lên. 3 2 1 Rồi từ từ này. Vươn cao tay phải lên. Hít vào. Chậm chậm hạ tay xuống, áp vào mang tay phải. Thở ra, sau đó đi bàn tay sang phía sau một chút và đẩy thẳng tay. Lúc này này, chúng ta thả lỏng toàn bộ vùng vai phía dưới nhé, không được gồng cứng. Đó, cảm nhận vùng vai phía sau này. Đó, cổ phía sau đang được kéo giãn. Mỗi lần thở ra ta lại làm mềm cái phần vai này ra một chút. Đưa hơi thở vào chỗ bó cứng để làm mềm. 3 2 và 1. Rồi từ từ chống tay và nâng người của mình lên. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta hạ mông của mình xuống. Chán chạm thảm. Tay xuôi theo thân, thả lỏng hai vai. Lúc này chúng ta hít thở đều, điều hòa hơi thở của mình. Cân bằng dòng năng lượng và lấy khí oxy đi về tim. Lấy khí oxy để đưa lên não. Ta hít sâu, phình căng bụng lên. Rồi thở ra thật chậm, hóp sâu bụng lại, thả lỏng toàn bộ lồng ngực. Rồi, chúng ta nâng người của mình lên. Giữ thẳng cột sống lưng. Lúc này nếu như mà ai mà cảm thấy mà ngồi mà bị tê chân ấy ạ, chúng ta có thể lót một cái viên gạch phía dưới nhá. Tiếp tục chúng ta nằm sấp. Rồi, chúng ta sẽ đến với tư thế nhân sư. Khử tay thẳng hàng với vai và mở hai tay của mình thẳng hàng với vai. Sau đó tách hai vai ra, mở hết cơ hoành về phía trước, xuôi mũi chân phía sau. Đó. Ta không ngửa cổ và cũng không cúi đầu nhìn xuống, mà chúng ta vươn dài cằm lên nhìn về phía trước một chút. Ở tư thế này chúng ta chỉ cần hít thở đều. Hít chúng ta lại nâng ngực lên, mở rộng dung tích phổi, lấy thật nhiều oxy. Thở ra lại làm mềm cái lưng của mình ra. Tiếp tục hít vào, nâng cơ hoành lên, tách hai vai ra sau, kéo giãn cảm nhận vùng cơ cổ phía trước. Thở ra mềm lưng ra, thả lỏng toàn bộ vùng lưng của mình. Tiếp tục hít sâu. Chậm chậm thở hết ra. Hít sâu. Thở ra. Một lần cuối hít vào. Rồi chậm chậm thở ra. Rồi từ chúng ta nhẹ nhàng nằm xuống một chút để thả lỏng vai. Thả lỏng vùng cổ của mình. Thư giãn toàn bộ vùng lưng và cơ đùi. Đây là những bài tập đơn giản mang tính là trị liệu cổ vai gáy. Sau khi một cái ngày dài mà các bạn làm việc mà cúi nhiều thì chúng ta có thể là tập những cái bài này vào thời gian rảnh. Tập thường xuyên. Rồi tiếp tục này. Đang nâng người lên. Sau đó này, đi hai tay sang hai bên.
Đi hai tay sang hai bên. Đó, sao cho này bàn tay này thẳng hàng với vai của mình nhá. Đó, đi sang nữa. Rồi từ từ cúi nhẹ đầu xuống. Nếu như mà ai cảm thấy mà mình không thở được ấy, thì mình lót một cái gối ở phía trước cái trán của mình đây. Đó, lót gối hoặc là gạch ở phía trước thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn nếu như mà để như thế này mà các bạn cảm thấy là phù hợp và cảm thấy thở được thì chúng ta để như thế này và hít thở đều cho em ạ. Mỗi lần thở ra ta thả lỏng phần khớp vai phía sau. Cảm nhận vùng vai gáy phía sau đang được kéo giãn. Ở những bài tập về cổ vai gáy thì chúng ta giữ lâu và hít thở, đưa khí oxy vào cái chỗ bo cứng đấy thì nó sẽ rất là tốt. Đã tập chậm và không nhanh. Hít thở đều ạ. Rồi, 3, 2 và 1. Đặt, nâng người lên. Sau đó lại đổi bên. Bây giờ chúng ta để tay phải phía trước này. Thì bây giờ chúng ta để tay trái phía trước. Sau đó đi hai tay sang hai bên. Đó, đi hết mức có thể của mình. Sau đó thả lỏng vai và cúi đầu xuống. Hít thở đều. Ở tư thế này nó sẽ kéo giãn vùng vai rất là nhiều. Và chúng ta phải tập trung vào hít thở. Chúng ta hít thở bằng mũi. Và mỗi lần thở thì chúng ta lại cảm nhận, cảm giác cái vùng vai nó đang được mềm ra thêm một chút. Đó. Quan trọng là cảm nhận của mình. Hít thở bình thường. Đó. Mỗi lần thở ra lại thả lỏng. Chúng ta lại cảm nhận được cái vai nó đang được kéo sâu hơn một chút nữa. 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm nâng người lên. Rồi, bây giờ chúng ta nằm ngửa cho em ạ. Đó, nằm ngửa ra. Và vươn hai tay lên trước mặt, hít vào. Thở ra này, ôm tay, ôm cái tay của mình. Đặt tay xuống dưới vai này. Đó, thả lỏng vai một chút. Hít thở đều. Rồi từ từ hai tay ra ngang. Co hai chân của mình lên. Hít vào. Chậm chậm nghiêng chân sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái, thở hết ra, cố gắng khép sát hai đầu gối. Về giữa, hít vào, thở ra, đổi bên. Ở tư thế này các bạn cảm thấy rất là dễ chịu đúng không ạ? Bởi vì nó vừa thư giãn được vùng lưng này, vừa thư giãn được cái vùng cổ. Tiếp tục hít vào, chậm chậm thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào, nâng chân về giữa. Chậm chậm nghiêng đùi sang bên phải, thở hết ra. Tay phải lúc này ta đặt lên phía trên của hai đầu gối, kéo đầu gối của mình khép sát một chút và thả lỏng cái vai bên trái của mình xuống. Rồi quay đầu sang bên tay trái, thả lỏng toàn bộ cơ thể và thả lỏng lưng. Hít thở đều. Rồi chậm chậm đưa chân về giữa. Hít vào, thở ra, chúng ta đổi bên. Tiếp tục đặt chân của mình khép sát này. Và tay nhấn đầu gối xuống, đồng thời thả lỏng vai của mình.
Hít thở đều, cảm nhận sự kéo giãn phía sau, kéo giãn toàn bộ phần thắt lưng dưới và lưng giữa. Tư thế này rất tốt cho những người bị đau lưng. Rồi từ từ về giữa, hít vào, chậm chậm hạ chân xuống, thở ra, mở rộng hai chân một chút và ngửa lòng bàn tay, thả lỏng hai vai, thả lỏng chân, mắt nhắm lại, mỉm cười nhẹ nhàng, thả lỏng toàn bộ cơ mặt. Thả lỏng cơ hàm, thư giãn hai vai, thả lỏng vùng đùi, ta quan sát hơi thở qua mũi, cảm nhận luồng không khí từ mũi đi vào và cảm nhận luồng không khí từ mũi đi ra. Hít vào, ta phồng bụng căng lên. Thở ra thật chậm, ta hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào, chậm chậm thở ra. Một lần nữa hít sâu, rồi từ từ thở ra thật chậm, thật hết. Rồi lắc hai tay, lắc hai chân. Vươn nhẹ hai tay qua đầu, đan tay, ngửa lòng bàn tay, khép sát hai chân của mình lại. Hít vào, kéo căng vai, hướng mũi chân xuống thẳng, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Cố gắng là không võng thức lưng lên như này, ta hạ lưng xuống nhé. Rồi thở ra, thả lỏng vai, thả lỏng chân. Tiếp tục một lần nữa, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng cột sống lên, hướng mũi chân nào, duỗi căng cơ đùi, chậm chậm thở ra. Một lần cuối, hít vào, tiếp tục vươn giãn toàn bộ cơ thể của mình, kéo dài toàn bộ các cơ, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ thả lỏng tay, thả lỏng chân. Rồi chúng ta chống bàn chân trái lên, nghiêng người sang phải, chậm chậm ngồi dậy. Sau khi luyện tập bài này xong thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hãy chia sẻ cùng Huyền Nguyễn nhé. Cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng với Huyền Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tập ngày mai. Namaste.